Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là bản tin Hạ Vi cùng đô la tình tứ đi xem thời trang. Cặp đôi ăn mặc khá giản dị khi đến ủng hộ nhà thiết kế Công Trí. Tối ngày 23 tháng 4, Cường Đô La và Hạ Vi tay trong tay đến tham dự buổi khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hạ Vi ăn mặc rất đơn giản, khác với hình ảnh gợi cảm và quý phái của cô mỗi khi tham gia các sự kiện. Khi theo dõi show diễn, Hạ Vi ngồi hàng ghế đầu cùng stylist Lê Minh Ngọc. Tình cũ của Hồ Ngọc Hà chọn hàng ghế sau người đẹp để tránh sự chú ý của cánh phóng viên ảnh. Cả hai chăm chú theo dõi show diễn giới thiệu bộ sưu tập lúa của nhà thiết kế Công Trí. Thi thoảng, Hạ Vi quay xuống để thỏa thẻ cùng bạn trai. Nữ diễn viên tỏ ra ý tứ khi trò chuyện cùng bạn trai trong show diễn. Kết thúc chương trình, cả hai tay trong tay tình tứ tiến về bãi đỗ xe. Ra khỏi hội trường, cặp đôi quấn quýt nhau không rời nửa bước. Cặp đôi xuất hiện và rút lui một cách chớp nhoáng tại sự kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vì đã dành chút ít thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Các bạn hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí để chúng tôi sẽ cho ra mắt thật nhiều video mới và hấp dẫn hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.